Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện không thường kỳ khóa 12. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã cho ý kiến về các tờ trình, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để cập nhật vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện để bổ sung vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết, kế hoạch theo tình hình thực tế của địa phương, xây dựng lộ trình bước đi cụ thể phù hợp. Hôm qua, Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện. Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế Hội đồng nhân dân huyện đối với tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022. Tại kỳ họp, 100% các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm một ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa 7 do chuyển công tác và bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa 7. Hội đồng nhân dân huyện Nhân Trạch cũng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11, kỳ họp chuyên đề xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước các loại năm 2022 trên địa bàn huyện là gần 13.800 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là hơn 1.770 tỷ đồng. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua phê chuẩn ngân sách nhà nước huyện Nhân Trạch năm 2022. Về việc thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã chất vấn hơn 200 nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, như tiến độ triển khai dự án chợ Dân Xuân trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ, tình trạng quá tải học sinh trên địa bàn huyện, vấn đề đầu tư công, việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong thời gian vừa qua, huyện Định Quán đã triển khai thực hiện đề án 06 đạt nhiều kết quả. Cụ thể, tính đến nay, huyện đã đảm bảo thực hiện 18 trên 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của huyện, đã thu nhận gần 112.000 hồ sơ định danh điện tử, đã kích hoạt trên 95.000 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, đạt tỷ lệ 85,4%. Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân, tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, tạo sự thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Sơ kết đề án 06, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng cho 4 tập thể, 4 cá nhân và Ủy ban nhân dân huyện Định Quán khen thưởng cho 7 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân và định danh điện tử. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện các tác phong cho cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng cơ động, xử lý các tình huống xảy ra, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các đơn vị quân đoàn 4 đã tổ chức luyện tập và duy trì nghiêm các phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Theo đó, các đơn vị trong quân đoàn 4 đã tổ chức luyện tập báo động di chuyển kết hợp kiểm tra nhận thức và quân tư trang của cán bộ chiến sĩ, báo động luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ. Thông qua luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, rèn luyện tác phong quân nhân, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 17 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.